Ông kẻ ông của thằng đó mẹ à, nhìn ông xấu xa chứ không phải là kẻ lạ. Ông mua con bánh rồi biến con đi về nhà, ôm con vào lòng tức là thích con nhẹ nhàng. Con vẫn là đứa con ngoan mẹ mà, không đi chơi xa hứa sẽ lo về sớm. Ông kẻ dẫn con đồ về nhà nó rẻ ra, ông nói tới đó là tí nữa mẹ về đón. Tới một căn nhà hoang nhìn tiếng con văng ngoài xa, rồi mâu yếm con vào lòng nước mắt con lăn dậy ra. Ông đẩy con ra hành lang rồi dùng mơ bố chùm con, mong mẹ con văng đầy ra nỗi đau tới tới từng cơn. Do vòng tay siết chặt với cậu ánh nắng trên biển con, mẹ làm sao biết được khi ông kể ông hiện ra. Đứa con bị hành hạ tâm hồn lẫn thể xác, người con giờ bể nát nhưng với mẹ là chuyện ma. Có ai nghe, có ai thấy tôi không, giúp tôi đi làm ơn giúp tôi với. Ông tán tôi muốn bóp chết tôi rồi để lại từng dấu bầm tim đen. Ông ấy nếu mà đau con này ngày ngày xong không thể xóa bỏ niềm đau bức tử, không thể hóa giải chứ chấp nhận chính mình với con vượt quá khó. Để cái những người xã hội tin tưởng nhất cũng chẳng góp sức như năm cánh sao vàng. Và đồng tiền đó thật thì công lý con chẳng các nô lệ được mang ra rào vàng. Phải xin ơn mẹ quỳ lại con cha, ký ức xót xa đã bắn con không tha. Chống cự trong làng máu vừa với kêu la, dù còn lứa tuổi viết họa và tế hoa, con sẽ tự giải thoát mình về nơi yên bình nhất. Khi bầu trời trong sao thiên bình mất, tự thân rửa sạch hết chứ không ai nơi con về được mệnh có bồng lai. Đôi bà dòng chứa